sờ đây này, đó, thấy không? Này máy rửa sân, rửa xe này. Đó, Vin có máy này không? Vin có máy này không? Đó, đúng rồi, rửa sân. Máy đúng rồi, vặt cho gãy luôn. Gãy luôn cái đấy luôn, khỏi rửa luôn. Thế ấy nó rửa, rửa sân mới mới, mới rửa cổng. Áo rửa sân rửa cổng theo cái máy này này. Ui nó nặng, nặng kinh khủng luôn. Bê được không? Mình có bê được cái máy này không? Nặng lắm. Có ta này thấy không? Sau nó cũng có cái dây này luôn này. Đó, dây này về 10 mét luôn bị ạ. Có cái đầu có đợt ống luôn này. Có đợt ống thổi luôn này. Ống này nó bóp mạnh lắm. Ống này bóp mạnh lắm này. Này xịt là bay chơi với à. Cái này 10 giờ. 10 giờ đúng rồi. Có cái nạo lạo này. Đây này thuốc tẩy. Tẩy luôn. Đây nè. Đó. 2 triệu cũng rẻ chứ người ta. Này chắc mua một cái về rửa xe có lý hơn. Em chạy mốc với gian mua chứ. Đại lý của thằng này nó mới có chứ. Chết cha sao nước chảy ra ngoài rồi. Cao cái ống ống kia, ống vô nước. Đó, rửa xe. Có cái gì đấy? Dạ. Cái gì đây? Sơn mà. Hả? Sơn. Nước chảy. Sơn cổng. Sơn cổng rồi. Ô cái này có khi nó xịt vào cái mấy cái nước sơn cổng chắc nó bung hết ra này vừa được á. Này nó khỏe lắm mà. Mua trà tẩy sơn. Nhưng phải có nước tẩy. Trà tẩy sơn nè. Đúng rồi, cái này nước tẩy. Này sơn chắc mà kém mà. Không sơn kia bung hết. Rồi cho cái xăng này vào cái là nó bung hết ra luôn. Xăng tẩy ấy này. Tẩy ba cái sơn. Ba cái kia. Không tẩy màu không. Cái gì á? Cái đấy là cái súng nó xịt nước cái gì? Xịt nước. Súng xịt nước. Chú xuống gì nước bóp đi, bóp bóp. Bóp xuống xịt nước. Bóp thật được đúng rồi. Đúng không bóp không? Cái này cầm súng như này nè. Cầm như thế này nè, cầm như thế này. Đúng rồi đấy. Tăng 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 tăng. Bắn. Bắn. Đúng rồi, bắn. Tăng 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 tăng. Cầm như thế này. Cầm như thế này. Đấy đúng rồi. Bóp. Đấy đứng nhọn bắn tăng, 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 tăng. Khi nào có nước cơ còn nước nó mới xịt mạnh cái gì nè cái này rửa xe là nó xịt bung đất luôn này. Nặng mấy ký à cái này nó có ghi số ký này để xem để em xem bao nhiêu ký khi 100 bao nhiêu đây tôi thụ 1.500W tốc độ 2.800 6.0 trên minit tốc độ này nó xịt chắc xa khoảng chục mét tốc độ tốc độ xịt xa chục mét đó đây, này, đây là cái dây. Ờ cái dây. Ghi cái dây. Hả? Không biết chào. Hả? Chào. Là gì Nan? Hai bố con này. Bắn được, cầm súng bắn được. Hả? Cái ai không? Không chào gì luôn. Kia bà.
bán trống nè. Bán xuống. Bán luôn. Ô cỏ để ba cắm điện mà tôi bay luôn. Cắm điện mà thì mới bóp nó mới có nước được. Có nước được. Ừ, nhưng mà nó phải cắm vào một cái đầu này nè. Cái đầu này. Cắm vào cái đầu thì nó mới ra tia nước. Đâu thì có cái đấy có tia nước rồi. Đúng không? Cái đấy có rồi. Ui, cái nước hết rồi. Ừ. Thôi nó gặp cái đấy cái bùng hết luôn ta. Bùng sạch luôn. Sủi luôn ấy. Hình như lâu lắm rồi, mấy năm rồi đó. Kinh nó sủi hết rồi. Kiểu như là cái đấy nó nóng quá. Vòng này như là lúc nào mấy năm rồi. Ê, chưa chúng ngủ xong à? Suốt nãy lâu chưa? Dầm mưa dậy nắng. Như 4-5 năm rồi. Cái vòi nước đúng rồi. Vòi nước. Khách đến nhà phải bỏ về. Tại ông đấy ngày nào thì đi chơi. Ngày nào thì nước đã bật đã dòng dây nước đâu mà có vòi nước. Ừ. Dòng dây nước thì mình có vòi nước. Có vòi nước sao kìa. Cái súng súng gì mà nằm ốc. Súng cái gì? Ở ốc không. Bóp cái này thì nó mới ai à. Bóp kẹt tay. Rồi cái đầu này nó có một cái điều chỉnh này. Cái đây đến 20 nhưng mà lên kép kép đâu nhỉ? Ăn Tết à? Nhà này mất thùng sơn. Thì nó nan sơn giống như trước á. Trước có cây nan á. Nan rồi là xong. Cái này lâu lắm rồi. Cái này như là mấy năm rồi. Cái sơn này lâu lắm rồi. Còn mấy năm thì nó mấy năm. Phải đến 5 năm nhỉ. 18 mấy năm. Gần 6 năm. À đó, gần 7 năm. Nhanh nhỉ. Gần 7 năm nhỉ. Thì nó nóng nó mủn ra ngoài. Nằm này là mình phải dòng quạt mới được. Bụi lắm. Ui rồi. Nó bay nó bắn ở trên lên trên á. Cầm bán đi Vin. Cầm bán đi.